Chào mừng các bạn đến với chuyên trang chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, gần đây xuất hiện một hiện tượng phát xít mới kiểu Việt Nam, hay có thể gọi là ngụy quân mới của những kẻ đang manh nha làm sống dậy mồ ma của quá khứ tay sai đớn hèn cho ngoại bang. Chúng có vẻ thích thú với lối sống bầy đàn, ô hợp của cái gọi là ngụy quân bằng việc cố tái hiện hình ảnh những tên lính trận ngụy quân đú đẫn với bầy thiên nga và đám gái điếm của một thời theo chúng là vàng son với cuộc sống ăn chơi đầy trụy lạc. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn hai bài viết của Phùng Úc Hà và Loa Phường. Phùng Úc Hà có bài Lũ rửng mỡ thời bình đang ôn lại tội ác của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Có lẽ lũ khốn này nó chưa nếm trải mùi súng đạn của chiến tranh, hay chúng coi thường sự hy sinh của bao thế hệ đã đổ xương máu ra cho nền độc lập này. Đây là một lũ thất học, vô cảm. Với sự hy sinh mất mát đó của dân tộc ta, chúng đang học theo chủ nghĩa đế quốc khát máu nhân loại. Nhìn mà rùng rợn vì ám ảnh, nỗi sợ hãi của sự giết chóc trong chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Bao nhiêu triệu con người Việt Nam đã phải gánh chịu đau thương mất mát đó, có ai cảm nhận và thấu hiểu hết nỗi đau của họ không? Lũ khốn nạn vô giáo dục này đang trêu tức, thách thức lòng yêu nước của nhân dân, hay chúng muốn khơi dậy hận thù của dân tộc? Chúng không hề biết trân trọng giá trị cao quý của nền độc lập này, cảm thấy ghê tởm cho một phường vô lại đang giở trò đú đỡn trên một mảnh đất thanh bình. Công an và chính quyền Hà Nội không thể làm ngơ với hành động ngông cuồng của lũ mất dạy này, phải có biện pháp mạnh tay với chúng. Đây là lần thứ hai thấy chúng xuất hiện, lần tổ chức trước tại Mộc Châu, Sơn La. Trên cộng đồng hoang mang bàn tán, chắc hẳn có một tổ chức phản động ở nước ngoài bơm tiền và kích động việc này. Đây là một đường dây, hệ thống hoạt động có tổ chức, đang âm mưu lật đổ chính quyền chứ không chỉ là trò đú đỡn, yêu đồ lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Đường dây mắc xích từ người sử dụng, liên quan đến cả những cơ sở may mặc và buôn bán đồ lính Việt Nam Cộng Hòa. Loa Phường cũng có bài viết đăng trên trang Ngôi Sao Đường Dừa. Dân chủ sống ảo cùng hồi yêu đồ lính. Những ngày qua trên mạng xã hội nổi lên tranh luận, bàn tán xung quanh buổi lễ tất niên của một hội nhóm những người yêu đồ lính ở Hà Nội và các tỉnh lẻ tổ chức tại khu vực Chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội. Có thể tìm hiểu dễ dàng về gu thời trang, kiểu cách ăn chơi của những nhóm này thông qua Facebook và các gu của các cửa hàng buôn bán đồ lính. Phần đông là các mẫu đồ lính Mỹ, Hàn, Thái hay mẫu các nước khác được cho là độc, ấn tượng. Tuy nhiên, một số thành viên tham dự quay clip phát lồng nhạc Việt Nam Cộng Hòa và cùng với đó là vài fan tham dự đang được cho là mặc những trang phục lính Việt Nam Cộng Hòa, nên dẫn đến một bộ phận dân mạng để ý, và nhất là sau khi giới dân chủ như các trang Nhật Ký Yêu Nước hay mấy fan Việt Tân rồ cho nó với hàm ý ca tụng chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết nhưng vẫn còn sống trong lòng dân, cùng với đó là các bình phẩm xúc phạm đồ lính của bộ đội Cụ Hồ xấu, rách rưới nên chẳng ai thích, không ai thèm mặc, đồng nghĩa với việc chế độ đang sống nhưng đã chết. Có thể nói xu hướng thích chơi đồ lính để đi phượt, chụp ảnh giả ngoại tạo ấn tượng độc là phong cách, là tâm lý khá phổ biến, nên dễ hiểu một số chủ shop buôn đồ lính đều tích cực phát triển hội nhóm ăn chơi kiểu này. Ở các tỉnh phía Nam, báo An Ninh Thế Giới cũng như một số báo khác từng lên án khuynh hướng ảo tưởng của những người thích mặc đồ lính này. Chính nhờ phong cách sống ảo này mà các shop buôn đồ lính độc lạ làm ăn thịnh vượng qua phong cách của một số chủ shop buôn đồ lính tham dự buổi gặp mặt giao lưu trên. Có thể nói họ thuần túy cổ vũ kiểu chơi này chứ không hề có chút ý thức về chế độ chính trị gắn theo nó như mấy anh chị dân chủ ảo tưởng kia. Do vậy, người viết đồng tình với nhận định về trào lưu này của báo trên. Tuy nhiên, do hiện nay có khá nhiều người còn hoài niệm về ký ức của cuộc chiến đã qua từ rất lâu và đã trôi vào quá khứ, họ vô tình trở thành con mồi đáng thương cho những tay làm ăn gian dối. Không ít tay chơi nhưng tỏ ra ngây thơ cho rằng xài đồ nhà binh nhằm thể hiện sự hiểu biết về thời cuộc, đồng thời chứng tỏ được đẳng cấp của một người lắm tiền nhiều bạc. Nếu là giới trẻ, đa số là dân chơi phượt, thích đẻ ngoại, săn bắn và dân chơi thời trang, kinh dị. Ngày nay mặc đồ lính nhà binh đi trên phố, luật pháp không cấm nhưng chẳng khác gì một người mặc đồ tắm biển đi ra phố. Nó kỳ dị và khác thường, luật sư Chí nói. Còn theo tiến sĩ văn hóa Hồ Văn Tường, những người thích chơi đồ nhà binh, họ luôn thích sống trong ảo tưởng về quá khứ, trong khi thực tại, đời sống của họ no đủ bội phần.
Đây là một quan niệm lệch lạc, bộc lộ sự mất phương hướng trong lối sống, dẫn đến tự hạ thấp giá trị của bản thân. Tìm hiểu một số người trong hội này thì thấy thành phần livestream lồng nhạc Việt Nam Cộng Hòa hoặc cố ý phát nhạc này trong buổi gặp mặt thì lại thực sự có vấn đề. Cả Facebook của anh ta sặc mùi chống cộng. Do vậy, hội này thực sự là mảnh đất màu mỡ cho anh ta trình diễn, cũng như tiếp cận, lôi kéo dân chơi có sở thích kỳ lạ này. Bởi vậy, người viết mong dân chơi có sở thích độc và lạ, hãy cảnh giác, đừng để đám chống cộng cờ vàng lợi dụng cho mưu đồ bẩn thỉu của họ, và cũng mong mỏi cơ quan quản lý cả về truyền thông và kinh tế cần quan tâm đến hội nhóm cửa hàng kinh doanh thời trang đặc thù kiểu này, và cũng cần có hình thức quản lý nhất định với hội hè và thể loại buôn bán này.